Hello anh em, chào mừng em quay lại với channel Bắc Kia Ma Quyển. Thì mấy nay thì mình đã suy nghĩ và sắp xếp, nói chung là chuẩn bị mọi thứ. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu với chuỗi clip dài vẽ tào lao mấy lao mới của mình. Thì chuỗi clip hôm nay chúng ta sẽ chuỗi clip lần này chúng ta sẽ tới cái phần gọi là concept character, nói chung là concept nhân vật ấy, vẽ nhân vật nha. Còn mà nhân vật và sinh vật mình phân làm hai mảng khác nhau nha, sinh vật là rồng, heo, bò, lợn, cậu vàng gì đó kiểu vậy đó. Còn nhân vật đó là thiết kế nhân vật thôi. Thì có trước khi vào phần nội dung chia sẻ kinh nghiệm, hay là bạn thể hiểu là mình chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cách vẽ, hay là mình hướng dẫn vẽ dạy vẽ sao cũng được, bạn hiểu như thế nào hiểu. Thì ở cái trước khi vào phần nội dung đó thì mình sẽ nói qua đầu tiên. Mình nghĩ là có 3 phần mình nói trước khi vào nội dung chính. Thứ nhất, mình chia đây là mình sẽ dạy vẽ tào lao miến lao, mình dạy vẽ theo cái năng lực của mình. Và cái phần mình dạy vẽ là concept character căn bản. Tức là nó sẽ có mức độ bình thường, mức độ tức là normal ấy, là căn bình thường á. Rồi mức độ cao, rồi cao hơn nữa, cao chót vót nhân nhân. Thì khi các bạn tới trung tâm á, thì học thì các bạn sẽ được những ông thầy có nhiều kinh nghiệm, họ vẽ nhiều rồi, họ tìm hiểu nhiều, họ nó có nhiều năm nghiên cứu các kiểu, thì họ sẽ dạy các bạn ở những cái mức mà bình thường cao rồi lên. Còn mình với kinh nghiệm của mình thì mình không có năng dạy những thứ đó, mình chỉ dạy những cái thứ ở mức căn bản thôi, tức là thiết kế nhân vật căn bản đó. Có thể là đây như trên màn hình nè, con này cũng là căn bản, con này hơn căn bản chút xíu, con này cũng dạng như mấy cái khớp mấy cái này nè. Mặc dù cái xét về mặt render thì những cái này là những cái mình vẽ thời năm thìn đổi lục là tới giờ rồi, nhưng ý ở đây là những cái này cũng gọi là thiết kế nhân vật nha. Các bạn đừng có đề cao quá nha, chibi cũng là thiết kế nhân vật vậy, nó concept nhân vật. Nó mỗi người sẽ có một cái style hướng tới, một style render, một style gọi là rồi tỷ lệ chibi, hay là anime, hay là real, semi real, cartoon gì đó. Nhưng mà dù đơn giản hay phức tạp, nó vẫn là concept nhân vật. Và mình sẽ dạy concept nhân vật ở mức căn bản, tức là để bạn thiết kế ra cái nhân vật riêng bạn. Các bạn không phải là bạn pha nạt hay là bạn vẽ lại nhân vật nào đó, mà là các bạn sẽ vẽ cái nhân vật của các bạn luôn. Ngoài ra thì các bạn có thể pha nạt thành xì tay của các bạn, tức là bạn có xì tay vẽ nhân vật chẳng hạn như là đầu bự hơn mình, tay chân ốm nhớm nhách giống vậy, thì đó là cái xì tay của bạn, cho bạn vẽ là con khác thì tay của bạn, mà thiết kế là con khác theo phong cách của bạn đó, vậy đó. Cái phần thứ hai, khi mà các bạn đi học, mình muốn á, mà cái cách mà mình dạy nó sẽ theo hướng giống như là bạn nặng tượng hay điêu khắc á. Em uống nước này. Với mấy cái bạn nặng tượng hay điêu khắc á, tức là không đặt nặng vấn đề anatomy, giống như là bạn nặng tượng thôi. Giờ kêu bạn nặng con người giống vậy thì đầu tiên bạn sẽ lấy cục cùng, rồi bạn bóp cái tay dài dài giống vậy, xong bạn ghim hai tay hai chân cắn cái cục tròn vô cái đầu là xong. Rồi từ cái đó bạn sẽ nặng càng ngày càng đẹp hơn, bạn bo bo lại đẹp hơn, đúng anatomy hơn nó. Ngoài ra thì có những cái style vẽ nó anatomy nó hơi khác thường, chứ không phải là lúc nào cũng anatomy như vậy. Tức là mình sẽ dạy bạn gọi là cân đối anatomy, chứ mình không dạy chuẩn anatomy, tại vì anatomy bự lắm, mình chưa có năng lực để hiểu hết mà dạy. Mình nghĩ không có ông nội nào mà dám thừa nhận là mình chuẩn hết đâu, hiếm lắm. Có những người đó mà dạy bạn thì mình khuyên bạn nên đi học khai thác hết ông thầy nào mà giỏi anatomy, tại vì nó rất khó. Nếu như bạn kiểm soát hết thì khó, nhưng mà anatomy mà dạng căn bản thì không khó lắm, bạn cố gắng nghiên cứu thì bạn có thể tiếp cận được. Còn bệnh này tức là có những nhân vật người ta vẽ nó sẽ không gọi là không chuẩn anatomy, nó có cái anatomy riêng của nó, chứ nó không phải là tiêu chuẩn anatomy của thực tế, nó hiểu không? Nên mình muốn các bạn thoải mái hơn trong thiết kế nhân vật. Chẳng hạn như bạn thiết kế những con quỷ cây cái tay dài 8 thước chẳng hạn, nếu so ra thì cái đó là sai, nhưng mà cái đó là đúng là đẹp, vân vân. Tức là có những anatomy nó sẽ không có thực tế, bạn sẽ thấy nó rất là kỳ. Nhưng nếu như các bạn có cốt truyện như nhân vật đó thì cái đó nó sẽ hợp lý hóa hơn.
Nhưng mà dĩ nhiên các bạn đừng làm nó quá lệch lạc, tức là mình sẽ cố gắng với các bạn là cái gọi là cân đối anatomy, tức là cân đối cái tỷ lệ cơ thể người kích thước chẳng hạn, chứ không phải làm dạy anatomy, tại vì mình không có đủ giỏi để dạy anatomy thực đâu. Với lại mình muốn các bạn thoải mái thôi, mình bạn vậy. Nếu bạn đặt nặng anatomy quá thì các bạn vẽ nó sẽ không ra được những nhân vật gọi là có cái xu hướng là kêu cái gì ta, sáng tạo những vật lạ, những cái sinh vật nhân vật hay là rất kỳ dị, nó có mức sáng tạo nó sẽ cao hơn. Còn nếu bạn gò bó anatomy bạn vẽ riết nó ra như con người thôi. Nhưng một số nguyên tắc về anatomy bạn phải giữ, chẳng hạn như là con người dày thì tay chân nó sao cho phù hợp, chứ không thể nào con người bự như thằng quỷ này mà tay của nó bạn vẽ bự bằng cái con này luôn, gắn cái tay bự vậy nó hơi kỳ. Nhưng mà thực tế nó nếu như có cốt truyện nó vẫn đúng, hay như thằng đó bị cấy ghép tay của lực sĩ hàng nó, tức là hãy mình dạy cũng dạy là bạn bỏ qua hết phần anatomy đi, bạn đừng có vẽ lệch lạc anatomy là được, chứ bạn không cần phải vẽ đúng anatomy mà nghiên cứu quá nặng, tại vì đây là căn bản thôi, bạn thiết kế được con nhân vật của bạn, bạn thỏa sức sáng tạo đó là được. Còn cái phần mà khi nào mà bạn học lên cao, bạn tới trung tâm học hay là bạn tự học, học lên cao nữa, học vẽ nâng cao nữa, bạn học càng ngày càng chuyên sâu vô cái nào thì bạn phải nghiên cứu anatomy cái đó. Ví dụ bạn học chuyên về anime thì bạn phải nghiên cứu anatomy của anime như thế nào, bạn về ta thực thì bạn phải nghiên cứu anatomy của người thực như thế nào, cơ bắp rồi như thế nào, mắt mũi miệng như thế nào, thì ngũ quan như thế nào, các kiểu nó tùy vào cái hướng mà bạn nhắm tới. Hàng như chibi nó sẽ có cái anatomy của chibi như thế nào thì các bạn sẽ vẽ theo cái đó nó. Còn đây là căn bản, hãy thoải mái đi, các bạn cần sự sáng tạo ở mức căn bản, tại vì sau này mà các bạn khó lắm, khi bạn đi vào luồng các bạn sẽ bị gò bó. Khi mà các bạn trở thành họa sĩ mà chưa cần làm họa sĩ luôn, khi mà các bạn có một chút xíu xíu gì đó vẻ đẹp, chút xíu 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 thôi, thì mỗi lần các bạn đang tranh sẽ rất là nhiều người vào ném gạch đá, họ ném nát luôn, họ ném bạn xây được chục cái biệt thự luôn á. Vấn đề á là khi mà họ chỉ ra những cái sai của bạn á, lúc đó có hai hướng, tức là các bạn sẽ tiếp thu và bạn sửa lại cho đúng cho đẹp, cái thứ hai là bạn sẽ hoang mang và lúc đó bạn sẽ bị cái gọi là gò bó khi vẽ vẽ, các bạn sợ bị người khác ném gạch đá và bạn mất đi khả năng sáng tạo của bạn. Lúc nào bạn vẽ bạn phải gò nó vô một cái khuôn, tại vì lọt ra khỏi khuôn thì bạn sẽ bị người ta chửi, người ta nói là cái này vẽ sai các kiểu. Cái đó là mình đang nói thành phần nặng nha, còn như có những người họ góp ý rất là gọi là thân thiện, họ hướng dẫn cái anatomy chỗ này của bạn hơi sai, bạn nên vẽ cái tay hơi dày mới đúng, mắt mũi miệng nó phải có tỷ lệ như thế này mới đúng, thì những người đó thì quá tuyệt vời, nếu bạn bè của bạn toàn những người đó thì bạn tiến bộ nhanh lắm. Còn nếu có những người á họ nói kêu vẽ như cứt nghỉ vẽ đi, rồi vẽ dày cũng phải đặt úp chân lên nữa, anatomy sai hết rồi, bạn phải học lại anatomy đi, học lại học từ đâu, nếu tao giỏi anatomy hết thì tao tao biết học anatomy ở đâu thì tao đâu có vẽ sai anatomy vậy. Vấn đề là ai góp ý thân thiện, còn có những người họ góp ý rất là khó nghe. Mình nói hơi quay lại vấn đề chính đi, là mình muốn bạn thỏa sức sáng tạo để sau này các bạn đừng có bị gò bó. Cái khả năng sáng tạo là cái mà các bạn đừng đánh mất khi bạn lao vào cái nghề vẽ này. Mất khả năng sáng tạo là bạn vẽ chậm lắm, bạn vẽ xấu lắm, bạn không có khả năng sáng tạo, bạn không có tạo ra cái gì tuyệt vời hết, và bạn vẽ bạn đết vui luôn. Nên các bạn cần đó là các bạn cần giữ cái khả năng sáng tạo, cái lối tư duy phóng khoáng, vẽ thoải mái, vẽ vui. À, như các bạn chưa chắc gì người ta biết được cốt truyện của bạn nên người ta đánh giá. Chẳng hạn bạn vẽ con người theo tỷ lệ người thiệt luôn, bạn vẽ real, vẽ xong hết đẹp, cái tay hai cái tay bạn vẽ ốm nhom ốm nhách luôn, ốm lòi xương luôn, xong người ta nói sai anatomy rồi, nó vẽ này cái tay thì dày, và cái tay bạn vẽ cái tay hai cái tay dày, nó sẽ dài qua cái lưng quần khoảng một bàn tay nè, khoảng khoảng đó tùy nó. Cái dạo ba bạn vẽ cái tay mình cũng tê luôn, không có khúc này cái tay cũng khúc về luôn ngang đây, thì bạn sẽ sai anatomy thì đúng, người ta nói sai anatomy thì đúng. Nhưng nếu như nhân vật bạn có chuyện thằng đó là nó bị gọi là chất độc màu da cam đi, tay nó bị teo cơ, nó bị rút cái tay vô và nó cục như vậy, và nó theo cốt truyện nó đang trên đường nó kiếm các nguyên liệu gì đó để cho cái nhà bác sĩ đó để giúp nó giải phẫu cứu cái tay nó, thì lúc đó cái tay của nhân vật đó thành hợp lý và nó không có sai anatomy, nó kiểu như vậy. Nó chẳng hạn như cơ này, cơ này nó phải nằm dày, cơ nó lệch vậy nó bẹp dí sao,
cái đó là nó bị tai nạn nhà cơ, nó bị gút thôi, nó bị gì đó về cái phần cơ nó. Tức là khi có cốt truyện vào thì nhân vật của bạn khác, các bạn cần vẽ một cái nhân vật cái gì đó theo cốt truyện bạn, nghĩ cái nhân vật thần tượng chẳng hạn như con nhỏ nó trên trời rơi xuống, nó có cánh hay nó gãy giòi đó, thì tùy theo cái lối suy nghĩ của bạn mà các bạn vẽ ra được một cái nhân vật. Tức là bạn đừng gò bó vô đó. Dĩ nhiên khi mà người ta không đọc cốt truyện thì nhân vật của bạn sẽ đánh giá là sai rồi thì đúng. Còn nếu như bạn có chủ đích vẽ sai như vậy thì mọi thứ nó khác ngay. Rồi. Thì nói đi nói lại mình chỉ muốn là các bạn giữ được cái lối sáng tạo. Trước đây mình học á, mình quá sợ hãi bị la bị nói á, mình mất đi khả năng sáng tạo của mình luôn. Mình vẽ nhân vật của mình rất là gò bó, rất là cứng, nhân vật của mình bị cứng, nó mình vẽ không thoải mái luôn. Tại vì mình gò bó vào cái tỷ lệ đúng, mình gò bó tại nếu như mình vẽ sai mình sẽ bị nói rất là nhiều nữa, mình không có dám vẽ luôn. Nên mình không muốn là các bạn sẽ đi vào con đường như của mình ngày xưa. Cái giai đoạn đó là giai đoạn mình tiến bộ rất chậm, cực kỳ chậm luôn đó. Nên khi mình có chia sẻ kinh nghiệm mà dạy vẽ cho mọi người, mình muốn tất cả mọi người hãy vẽ thoải mái lên. Những cái này là những cái căn bản thôi, các bạn học chơi cho vui, học chơi cho biết cũng được, nên thành ra các bạn cứ thoải mái đi. Còn khi nào các bạn tới trung tâm học thì bạn phải cố gắng học theo giáo trình của những trung tâm, thì lúc đó bạn mới đạt hiệu quả tối ưu nhất. Và những cái giáo trình đó là họ đã nghiên cứu để nâng cấp của các bạn theo cái lộ trình đó. Nên như bạn học vẽ màu sắc nhân vật thì nguyên cái quá trình bạn học thì cái trình độ bạn sẽ nhảy lên được nhiêu đó, khi bạn làm đúng nhiêu đó thì trình độ bạn nhảy lên, từ đó bạn tiến bộ thêm. Còn lúc này là lúc các bạn tự học, các bạn học chơi cho vui, học giải trí, học tìm hiểu sơ bộ, học sơ sơ thôi. Nói chung là cái này là học cho biết, không phải là học theo cái gò bó. Nên các bạn cứ thoải mái đi. Rồi. Và mình sẽ không bao giờ nhắc về phần vấn đề anatomy. Tất cả những clip sau này của mình, nếu có ai thắc mắc về vấn đề tại sao anatomy sai nọ, sao mình không nói về anatomy nọ, thì quay lại coi clip đầu của mình nha. Ngay clip này nè, là mình nhắc lại là mình sẽ không đánh đề cập tới vấn đề anatomy. Mình muốn các bạn vẽ thoải mái lên, vẽ tự do. Mình chỉ giúp bạn cân chỉnh anatomy cho hợp lý so với cốt truyện mà các bạn muốn vẽ. Cái cốt truyện nhân vật, cái sự tích, cái điển tích gì nhân vật mà bạn muốn vẽ, muốn mình xếp. Rồi. Còn để coi cái đầu tiên muốn nói là cái gì quên rồi, còn một điều nữa muốn nói. Trong quá trình mà bạn coi xét nhân vật á, các bạn hoàn toàn có quyền study. Tức là chẳng hạn như bạn thích cái mặt này thì bạn có quyền, hoàn toàn có quyền vẽ cái mặt giống như vậy vào nhân vật của bạn luôn, với điều kiện là bạn tôn trọng cái người vẽ ra cái nhân vật đó. Tức là các bạn đừng thừa nhận là cái đó tự bạn chế, bạn có thể bỏ vào mình tham khảo tài liệu từ đây, do mà đây là tác phẩm luyện tập, bạn ghi cụ thể ghi đi. Chúng ta làm như thế nào chúng ta ghi như vậy thì chúng ta tôn trọng người khác, và sau này khi bạn vẽ nhân vật thì người khác sẽ tôn trọng những cái sản phẩm của bạn, người ta không chấp. Mặc dù khi bạn làm vậy cũng không ai kiện được bạn, tại vì không phải tất cả mọi tranh người ta đều mua bản quyền, nhưng mà trong giới họ sẽ vùi dập bạn. Nói chung là trong giới thì bạn tôn trọng người khác một chút đó, thì đừng ăn cắp chất xám của người khác, nhưng mà bạn có quyền luyện tập trên chất xám của người khác. Tức là người ta vẽ vậy bạn quyền sẽ đi theo, nếu như bạn thích phong cách đó, bạn thích style đó thì bạn sẽ đi, và bạn chỉ cần ghi là tôi sẽ đi, đây là tài liệu tham khảo của ông họa sĩ gì đó thì xong, không có ai nói gì hết, miễn là các bạn tôn trọng người khác thôi, tôn trọng của họa sĩ thôi. Rồi thì trước khi rồi đây rồi bắt đầu vào nội dung nè, thì cái buổi đầu tiên á thì chúng ta sẽ có mình sẽ nói chúng ta sẽ có là để coi 10 buổi, đây là 14 buổi, nhưng mà bạn nào mà học gọi là học kèm 1:1 với mình đó, thì sẽ có 4 buổi cuối. Còn những bạn nào không học kèm 1:1 với mình á, mấy bạn mà đang được mình kèm 1:1 á thì sẽ có 4 buổi cuối nha. Còn những bạn nào mà coi trên YouTube không á thì sẽ không có 4 buổi cuối. Tại 4 buổi cuối là nó cần là vẽ sửa giao tiếp á, chuyện trao đổi với nhau á, trao đổi hoài 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 á, thành ra cái này không trao đổi được, ai biết bạn xem lúc nào rồi bạn vẽ tới đâu mà trao đổi nó. Thì những bạn coi YouTube thì chúng ta sẽ có 10 buổi gắn bó với nhau. Thì 10 buổi này thì sẽ có 10 clip hoặc nhiều hơn. Đây có những buổi nếu như nó quá phức tạp về phần nội dung đó, thì mình sẽ chia làm hai clip hoặc 3 clip gì đó. Mình sẽ cố gắng làm cho tất cả mọi người đều hiểu phần nội dung này, đều có thể làm được. Đã mình làm thì muốn tất cả bạn đều làm được như mình trong cái clip, nếu như clip mình làm được bạn làm được. Và sau đó các bạn sẽ tự động áp dụng vẽ được những thứ khác mà các bạn muốn. Đó. Với điều kiện là trong phạm vi của cái bài này nha,
Còn nếu bạn muốn chất lượng cao hơn thì bạn phải tìm cái clip hoặc là đi học trung tâm có cái dạng chất lượng cao hơn. Còn mình chỉ dạy tới đây thôi. Thì 10 buổi ta nó có phần buổi nhất là buổi hôm nay nè, tiếp này nè, mình sẽ tóm tắt nội dung. Tiếp thứ hai sẽ là về phần người que và tỷ lệ. Tiếp thứ ba sẽ là người khối. Buổi tư sẽ là dán bô. Buổi thứ năm sẽ là quy trình vẽ. Buổi sáu chúng ta bắt đầu lên ý tưởng là làm mood board. Rồi buổi 7 sẽ là like chi tiết, rồi bạn lên like dán, rồi like đồ, ốp trang bị gì đó, rồi đi like lại các kiểu. Buổi 8 sẽ là render sắc đồ trắng đen. Buổi 9 sẽ là thêm màu và render chất liệu full. Cuối cùng là thêm ánh sáng hiệu ứng khói bụi chớp chớp đùng đùng gì đó bạn muốn là hết. Ở cái chuẩn bị cho vào cái bài số 2 này nọ luôn, với lại nguyên cái lộ trình 10 buổi này á, thì để chuẩn bị chúng ta sẽ có là buổi tiên á, mình muốn là vẽ cho bạn nhân vật. Bạn cứ vẽ thoải mái thôi, vẽ để làm quen ôn lại phần Photoshop thôi. Thì bạn vẽ kiểu nào cũng được nha. Đây ví dụ nó bạn vẽ để đâu mất mẹ cái file này. Đây. What the. Đó, bạn vẽ giống thế này cũng được. Nào, bạn vẽ như vậy cũng được, như vậy cũng được, như vậy cũng được, như vậy cũng được, như vậy cũng được. Nói chung bạn cứ vẽ từ trước giờ bạn biết vẽ sao, bạn vẽ vậy, bạn vẽ cho mình một con nhân vật kiểu gì cũng được, xì tay nào cũng được luôn. Bạn cứ vẽ một con theo xì tay các bạn thích là được. Vẽ cái này để bạn ôn lại cái kỹ năng vẽ của bạn cho tay quen với bạn vẽ trở lại, rồi ôn lại các công cụ trên Photoshop thôi. Cái phần vẽ này chỉ là ôn tập thôi, nên các bạn cứ vẽ con bạn thích, vẽ thoải mái vào rồi. À còn thần nữa nha, trước khi các bạn vào phần mà nội dung của chuỗi clip dạy vẽ tào lao với lao, phần concept nhân vật căn bản này á, concept character căn bản á, thì các bạn nên coi cái phần digital painting căn bản. Bạn coi hết phần đó, học hết phần đó đi, bạn hãy đi vào đây nha. Chứ và bạn đi vào đây luôn thì bạn không hiểu mình nói gì vậy. Lúc đó thì bạn cảm thấy khó khăn xa lạ, bạn nên quay về thì trên kênh của mình mà bạn vô cái phần, bạn vô cái kênh mà kéo dưới cùng á, khi có nhiều cái danh sách bên dưới, bạn kiếm danh sách là digital painting căn bản, rồi bạn coi bạn học hết cái clip phần đó thì bạn qua phần này. Clip của mình dạy vẽ là tào lao với lao dữ lắm nha, ai mà vẽ đẹp vẽ giỏi rồi đừng coi với mất công, tại vì tào lao mà ba cái thứ này là ba thứ đối với bạn là tào lao dữ lắm, nên các bạn đừng coi. Còn ai mà chưa biết gì thì hãy coi tìm hiểu, coi mà thấy hay thì coi tiếp, coi mà thấy hiểu thì coi tiếp. Bạn coi mà bạn cũng thấy tào lao với lao luôn thì bạn thấy cho qua, không có vấn đề gì hết. Mình làm theo cái kinh nghiệm của mình thôi. Có thể là các bạn thấy mình vậy vậy là sai, vậy là xấu, vẻ thế này không đúng các kiểu, nhưng có thể nói người khác vẻ đúng, không ai quay rồi. Cái này thì mình cũng không có lên tivi báo đài gì công bố hay mở trung tâm gì dạy mấy này hết. Cái này mình làm YouTube kênh của mình thì mình đăng thôi, ai thích thì coi, ai muốn coi thì coi, ai cần thì coi, còn ai không cần thì thôi. Chứ bạn đừng vào nói là cái này là làm ở trang của mình, muốn làm gì mình làm, muốn úp gì mình úp, chứ mình chia sẻ những người cần, nhưng mình đâu phải là bắt buộc bạn lên tivi mình nói đây là đúng, bạn phải làm theo đâu. Bạn vào bạn nói mình là vậy là sai, là vậy là không được làm rồi. Rồi thì bạn vẽ mình cái nhân vật sao không được, từ trước vào bạn biết sao thì bạn vẽ vậy thôi. Bạn vẽ một cái con mà các bạn thích á thì ok, xong kết thúc, bạn vẽ xong con đó nha. Rồi kế tiếp tới sau khi bạn vẽ xong cái con đó rồi á, thì mình cần cho bạn là bạn chuẩn bị cho mình cái này, đó là khoảng 20 30 tấm hình, 30 cái nhân vật mà theo cái style mà các bạn muốn á, bạn chuẩn bị sẵn để trong tương lai các bạn định hướng bạn vẽ học hết bữa này á, thì bạn sẽ có cái định hướng. Tại vì có nhiều style vẽ, có nhiều phong cách như vẽ, rồi có nhiều cái style như là chibi rồi anime rồi real rồi semi real rồi cartoon rồi các kiểu á, thì thành ra là không thể nào mà dạy hết được phần căn bản, phần chuyên sâu cũng đéo có ai dạy hết nổi luôn. Nên các bạn chỉ tập trung vào các phần mà các bạn muốn vẽ thôi. Hiện tại đang bạn định hướng theo nào, bạn thích style nào, phong cách nào á, thì để mình sẽ cố gắng giúp bạn định hướng theo đó. Mình sẽ làm cái ví dụ trên này cho bạn biết cái cách định hướng theo cái style vẽ như thế nào để bạn học theo. Nó chẳng hạn như bạn chuẩn bị cho mình 2 tấm để sau này mình biết là các bạn muốn render kiểu như thế nào, bạn muốn tả chất liệu như thế nào, bạn muốn nhân vật dáng như thế nào, tỷ lệ nhân vật như thế nào, bạn thích vẽ nam hay vẽ nữ, bạn thích vẽ máy móc kiếm sĩ thư sinh, hay là bạn thích vẽ tăng hay là đam mà cần, hay là bạn thích vẽ sport hay là phù thủy pháp sư vân vân, thì bạn gom cho mình 20 tấm cùng một style mà các bạn thích.
đó, rồi để các bạn định hướng sau này luôn, vẽ theo những cái đó luôn đó. Xong rồi đây là vài vài concept bữa nay là của mình vẽ hết bốn tấm này còn nữa, nhưng mà lấy bốn tấm này ví dụ chẳng hạn như đây là một hai cái style này thì bạn nhìn là tương đối giống, nhưng mà đây là một cách là mình vẽ mặt theo cái kiểu hơi chibi, bên này thì vẽ mặt theo kiểu semi, đó là cái kiểu mà mình thích. Ngoài ra thì mình có hai cái dưới này nữa, một nó khác nhau về mặt gọi là tạo hình đó, đây là loli nhỏ tuổi nít đồ kiểu vậy, còn đây là người lớn hơn có tuổi hơn. Cái này thì dạng đồ cái này là dễ thương, còn đồ bên này là dạng hơi sexy đó kiểu vậy. Thì mỗi cái nó sẽ có một cái xanh tới một cái định hướng vẽ khác nhau, mày tập trung vẽ đó. Ngoài ra thì các bạn nên trò suy nghĩ về phần cốt truyện luôn, tức là các bạn tập thói quen suy nghĩ về cái cốt truyện nhân vật thôi, chứ không phải là giờ bạn suy nghĩ cốt truyện nhân vật để bạn vẽ con như này nọ, mà là bạn có thể đọc thêm để tìm hiểu cái cốt truyện nhân vật để bạn cho bạn có cái góc nhìn chính xác khi bạn vẽ. Bạn sẽ vào game Liên Minh Huyền Thoại, bạn vào cái phần nhân vật đó, bạn coi cốt truyện nha, cốt truyện của Lee Sin, truyền thuyết tướng Lee Sin, truyền tướng Master Yi, truyền thuyết tướng Ace chẳng hạn kiểu vậy, thì bạn coi cái truyện tướng đó để bạn biết là nói như sao, thì người ta sẽ có cái sự tích, cái điện tích, một cái nội dung về tướng một cái nhân vật đó. Sau đó ta thiết kế nhân vật thì bạn sẽ thấy là nhân vật nó đẹp, còn khi bạn thiết kế nhân vật mà không có nội dung, không định hướng thì nó không đẹp nữa. Đây mình nói ví dụ bạn nè, một nàng tiên cá mặc giáp có kiểu dạng đánh nhau như Aquaman vậy, rồi cầm một cái cây đinh ba, quá hợp lý đúng không, mà tại vì gom hết cốt truyện bạn thấy hợp lý, khi bạn nhìn vào nhân vật đó bạn thấy hợp lý đẹp. Nhưng nếu như thằng đó giờ cầm cái cây thương của Doraemon chẳng hạn, thời năm 2200 chẳng hạn, thương của tương lai nha, bạn thấy này là sai nè, này là phi lý nè. Nhưng mà nếu như cốt truyện là thằng đó đi tới tương lai và nó lấy cái cây thương đó để nó quay về thế giới của nó để nó giúp đỡ người dân ở đó, thì lúc đó cốt truyện cho nên đúng và nhân vật cho nên hợp lý đó. Tất cả mọi thứ đều có thể hợp lý dựa vào cốt truyện đó. Nên khi bạn vẽ sẽ có hai hướng để các bạn vẽ, một là bạn vẽ hướng trực quan, tức là nhân vật của bạn vẽ ra là nhìn vào tranh là bạn hiểu luôn, không bao giờ hiểu sai được. Cái thứ hai là bạn vẽ có cốt truyện, nhưng mà khi bạn vẽ cốt truyện thì khi bạn ướp tranh tốt nhất bạn ướp cốt truyện theo luôn, tại nếu không cốt truyện người ta hay hiểu sai vấn đề lắm, hiểu không? Giống như ai nhắc trời, giống như mặt trời mặt trăng thôi, mặt trời mọc ở hướng đông lặn hướng tây, nhưng mà nếu như mà cốt truyện của bạn mà bạn cho hành tinh khác thì nó sẽ mọc ở vị trí khác, lặn ở vị trí khác, và nó có thể téo qua mặt trăng luôn đó, thì vậy. Nhưng mà người ta sẽ hiểu sai vấn đề, khi bạn nói giờ mặt trời đi mà hỏi mặt trời ở đâu, tất cả mọi người sẽ nghĩ là mặt trời mọc hướng đông, và nếu như bạn truyền đạt cái đó vô tranh của bạn thì ta nhìn vào mặt trời hướng đông, đúng rồi. Nhưng nếu giờ bạn vẽ một cái buổi bình minh xong mà vẽ mặt trời mọc lên hướng tây thì mọi người khi nhìn vào tranh đó người ta sẽ thắc mắc, người ta sẽ nói là bạn vẽ sai vị trí mặt trời rồi, mặt trời đâu mọc hướng đó, nếu như mặt trời mọc ở hướng này thì nó phải là hoàng hôn mới đúng. Nhưng mà nếu như bạn đó là chẳng hạn như đây là sao hỏa chẳng hạn, nó có cái vòng quay khác vậy đó, nó quay ngược chứ giáp chẳng hạn, thì lúc đó mặt trời sẽ mọc ở hướng ngược vậy chẳng hạn, ví dụ vậy thì nó sẽ đúng. Nhưng mà cái cách đó khi bạn dễ làm cho ta hiểu lầm luôn, thì trong tranh bạn sẽ cố gắng truyền đạt gom những cái chi tiết phụ làm sao để thể hiện người ta sẽ hiểu đúng cái mà bạn muốn truyền đạt thì bạn thành công. Còn nếu như bạn vẽ mà ta nhìn được tranh ta mập mờ thì cái đó thì không thành công lắm, mà mấy cái đó phần nâng cao thôi, mình nói cho vui thôi, nói cho mọi người biết thêm thôi. Thì kết thúc clip buổi đầu tiên này, buổi đầu tiên chỉ nói tóm tắt là dung giới thiệu bậy bạ thôi, thì tào lao với tao mà chứ để các bạn chuẩn bị cái phần những cái phần mà gọi là cái bộ gọi là tài liệu tham khảo, cái phần hoặc cái style mà bạn hướng tới á, để bạn chuẩn bị cái này sẵn trước khi vào clip tiếp theo, vào cái clip nội dung chính, còn này là nội dung phụ, này phần chuẩn bị thôi. Rồi thì clip này kết thúc tại đây, hôm nay cũng không có gì nên mình cũng hú file lên thôi, mấy này bạn coi có gì đâu mà mình coi clip là được rồi. Thì clip kết thúc tại đây, thì ai thấy hay thì share, và có ý định sẽ theo dõi chuỗi clip concept nhân vật căn bản của mình, clip thằng lao với lao nha, dẫn nhắc lại là
tiếp concept chứ tớ căn bản tào lao biết lao sai tét bè tét bét rồi. Những ai mà chưa biết hay những ai mà muốn tìm hiểu muốn coi cho vui giải trí thì coi, còn ai biết giỏi rồi thì coi, không coi cũng được, đừng có vào nói tào lao, tại vì mình không có cần các bạn coi, mình không ép ai coi hết. Này là channel của mình up lên để cho những ai cần coi, còn ai không cần thì bạn đừng có kiểu mà không cần coi này bạn cần coi cao siêu xong bạn vô bạn nói mình dạy cái tào lao vô vô gì không, từ đầu đã nói tào lao rồi, bạn cần cao siêu bạn tìm ông họa sĩ cao siêu bạn coi, bạn tới trung tâm học ở đây bạn học cái cao siêu, còn cái này là miễn phí, cái này là mình kinh nghiệm mình tới đâu mình truyền đạt tới đó, mình chỉ là những cái gì mình biết cho bạn đó. Rồi ai muốn theo dõi hoài thì thay theo dõi clip này thì bạn có thể subscribe cho nội của mình, để khi mà mình vừa đăng clip thì bạn sẽ nhận được thông báo, thì bạn sẽ vào coi ngay clip ngay có. Tại vì những phần này mình không có phải là mấy người, không có phải là họa sĩ dạy nhiều năm dạy trung tâm này nọ, nên thành ra là mình không có cái gọi là giáo án trước, bây giờ là mình có cái giáo án nền, không có giáo án nền, mình có cái bộ clip nền của mình rồi, nói chung mỗi tập mỗi clip sao thì mình có nội dung nền rồi. Nhưng mà nếu như có thể là mình quay lên mình thấy nó khó hiểu quá, hay là cái phần đó mình không truyền đạt đúng được ý mình muốn, thì có thể mình sẽ quay lại hoài luôn tới nào được cái clip mà như ý mình muốn, rồi được cái clip nội dung có thể dễ hiểu nhất các bạn thì lúc mình mới đăng. Nên cái khoảng thời gian up cái clip đó có thể nó sẽ dài, có thể là 2 bữa 3 bữa hoặc là 4 bữa thì nó mới có clip, thì lúc đó nhiều khi bạn không còn thấy nữa. Bạn đâu thế nào mà mỗi ngày mỗi vô channel mình kiểm tra coi mình có đăng cái clip bạn muốn không, cái đó quá phiền các bạn. Bạn chỉ cần subscribe thôi thì khi mà vừa ra clip là thông báo là bạn thấy liền đó. Ngoài ra bạn vào channel mình bạn kéo xuống phần dưới cùng á, rồi bạn coi mấy danh sách thì bạn kéo qua danh sách là concept character căn bản thì nó sẽ có những clip của cái chuỗi clip này. Ngoài ra thì ai cũng coi cái phần nào thì bạn click vô danh sách của phần đó, mình đã gom danh sách phần dưới cùng của channel á. Rồi giờ thì kết thúc, bye bye, hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo, bye bye.